Ok các bạn thân mến, hôm nay là ngày chủ nhật, tức ngày 26 tháng 11 năm 2017, và chương trình tri ân khách hàng dành tặng những người đang và đã nuôi đam mê cái con chim cu gáy của cái vườn chim cu gáy Vũ Văn Thao sẽ thông báo ra một cái chương trình rất là vui vừa 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 rất là bổ ích và dành cho cơ hội may mắn cho những ai còn đam mê con chim cu gáy. Thì cái chương trình này kéo dài một tuần từ chủ nhật ngày hôm nay là ngày 26 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2017 dương lịch. Và đây là cái con chim sẽ thuộc về một khách hàng ở Lào và sẽ nhắn tin con số điện thoại của họ qua Facebook. Thì sẽ sau khi ban tổ chức sẽ quay số trúng thưởng, thì sẽ nếu như ai may mắn sẽ sở hữu con chim này. Đây là chú chim này thì là mã ngỗng phấn hồng và đặc biệt là giọng thổ đồng. Đầu thì phớt xanh đó, đầu phớt xanh, và con chim này rất là nhanh nhẹn khỏe mạnh. Và con chim này thì hôm nay thì thời tiết nó cũng hơi rét hơi ỉu ra, là nó cũng không, mình cũng không bảo nó hù nó gáy như như mọi hôm được. Thế nhưng mà mình chắc chắn một điều là ai sở hữu một con chim này thì chắc chắn là sẽ rất là may mắn. Và như đã giữ lời hứa thì chương trình số 1 mình đã thực hiện rồi, và hôm nay mình tính từ giờ phút này, bây giờ là khoảng 3 giờ chiều ngày chủ nhật, có ngày 26 là mình đã quay và chuẩn bị phát cái clip này lên trên. Hy vọng rằng là các bạn sẽ chia sẻ cho những bạn ở trên kênh Facebook. Mình như các bạn là chỉ kênh Facebook, và các bạn mỗi một bạn tài khoản Facebook thì chỉ nhắn tin cho mình qua Facebook bằng một cái số điện thoại của các bạn. Sau khi chương trình của trong vòng một tuần thì đến 8 giờ 30 tối, tức là 20 giờ 30 phút tối ngày chủ nhật, tức ngày mùng 3 tháng 12 năm 2017, tôi sẽ có cái chương trình quay số. Và thể lệ quay thì sẽ có hai lần quay, lần thứ nhất sẽ lấy ra được một số tự nhiên và lần thứ hai sẽ lấy ra một số tự nhiên, và hai cái số đó theo thứ tự lần 1 lần 2. Và tính từ trái qua phải của số tự nhiên là số điện thoại của các bạn nào đã nhắn tin cho qua Facebook cái kênh chim cu gáy hay của mình, thì bạn ấy sẽ là may mắn sở hữu chú chim này. Và đặc biệt là mình lần này mình sẽ áp dụng cho tất cả các bạn đam mê chim ở trên toàn quốc, tất kỳ ai kết nối qua Facebook các bạn sẽ sở hữu chú chim như này. Và chú chim tiếp theo là chú chim giải thưởng thứ hai, nó cũng thể lệ cũng như trên. Như con chim này thì con chim nó cũng khá là gì, hung tợn, và nó rất là nhanh nhẹn. Đó, con chim này thì các bạn có thể thấy là nó, mình dí sát điện thoại đây, nhưng nó vẫn thể hiện một phong cách rất là gì, rất là bình tĩnh và rất là ok. Thì các bạn thấy là đây là hai món quà, hai con chú chim mình sẽ dành cho hai khách hàng may mắn. Các bạn sẽ không vi phạm quy chế, các bạn sẽ không được vi phạm quy chế, và các bạn sẽ cố gắng là tham gia là vui là chính. Đây là cái clip mình không có cái ý là có một cái ý gì cả, ngoài cái việc đam mê và tổ chức ra một cái chương trình vui bổ ích. Dù các bác cao tuổi hay các bác trung niên hay các anh em hoặc là các cháu, bất kỳ ai lứa tuổi nào ở nơi đâu đều được tham gia. Và mình khuyến khích là các bạn chỉ tham gia kênh Facebook, và đặc biệt các bạn cũng không nên gọi điện, các bạn chỉ tham gia để các bạn nhắn tin qua Messenger Facebook, thì mình sẽ kiểm tra. Các bạn nên nhắn sớm và nhắn chính xác số điện thoại, nếu nhắn nhầm nhắn một nhắn chính xác lại. Và đặc biệt là không lên một tài khoản Facebook mà nhắn nhiều số. Nếu các bạn muốn nhiều cơ hội, các bạn sẽ chia sẻ với bạn bè bằng nhiều tài khoản Facebook khác, và cũng lên chia sẻ với nhiều bạn bè để tăng thêm cơ hội. Mình sẽ tổ chức cái cuộc vui này nó tính chất lành mạnh, công bằng và khách quan nhất. Hy vọng rằng đây sẽ là một cái clip đóng góp lên một cái niềm vui nhỏ nhỏ trong cái sân chơi chim cu gáy. Cũng không nên quá cầu thị về giải thưởng hay là cái gì cả, đây chỉ là một cái sự chia sẻ. Nhà thì cũng có lượng chim nhất định, nên là cũng chỉ trước mắt chương trình số 2 này mình sẽ phát triển cho hai cơ hội may mắn, hai cái trò chơi nhẹ trong vòng một tuần. Và anh em sẽ chia sẻ cái clip này trên kênh xã hội Facebook để cùng những người thân và bạn bè cùng tham gia đăng ký. Thể lệ chỉ cần nhắn tin số điện thoại của các bạn qua Facebook, thì khi
khi chúng tôi quay hai lần sẽ quay ra được hai đáp án, và đáp án nào trước thì sẽ dính con chim này, đáp án sau là sẽ là được con chim này. Thì mình cũng chỉ tiếp theo lần sau nữa thì mình sẽ ra chương trình số 3, mình hy vọng sẽ đầy đủ hơn, sẽ phong phú hơn. Lần này mình sẽ áp dụng cho tất cả các miền, miền Tây, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, và thao chim cô gái số điện thoại là 0163 5305982, tại địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, phát triển duy nhất cái giống chim cô gái Bắc Bộ, cô gái thuần chủng nguyên bản. Nó sẽ rất là đẹp và sẽ hy vọng là sẽ ở đây sẽ là một cái sân chơi, một cái bài viết nho nhỏ đóng góp vào một cái sân chơi thỏa đáng cái niềm đam mê cho các bác, các anh chị em trên diễn đàn chim cô gái. Có thắc mắc gì các bác sẽ gọi điện hoặc nhắn tin qua cái YouTube là chim cô gái hay, và qua cái Facebook là chim cô gái hay. Còn Zalo của mình cũng đăng ký bằng số điện thoại trên. Một lần nữa thì các bạn nên đọc kỹ cái thể lệ và thực hiện đúng theo cái yêu cầu của bên mình, và chương trình sẽ hứa với các bạn sẽ đúng theo cái tiêu chuẩn là hai con chim này sẽ công khai, không có cái gì mang tính chất là ăn thua, mà đây là vui là chính. Mong các bác thông cảm, và nếu ai cảm thấy chương trình này vui thì hãy like cũng như cái đăng ký hai cái kênh mạng của mình để đồng hành cùng phát triển cái giống chim cô gái Việt Nam và cái con chim cô gái Bắc Bộ. Tiếng gáy của nó thật là tuyệt vời, và các bạn thấy là mình cũng chỉ biết làm như vậy với một cá nhân như vậy, như mình muốn đóng góp thêm, và hy vọng rằng cũng có rất nhiều người khác cũng sẽ đóng góp thêm nữa, lên tiếng để xây dựng một cái diễn đàn, một cái hội, một cái những quy tụ lại những cái người có những con chim hay, những giống chim đẹp để chúng ta nhân bản và chúng ta phát triển, chúng ta cùng thi đua, cùng vui, cùng chơi. Thì các bạn nên tham gia và cũng nên thông cảm cho mình với cái kênh chim cô gái hay của mình cũng phát triển cũng khá lâu rồi. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả những fan hâm mộ và những người đồng hành đã theo cùng mình trong quá trình mình gây dựng cái trang và phát triển cái vườn chim. Chúc các bạn sớm nhắn tin, bởi vì khi mà các bạn nhắn tin sớm thì khi hai bạn cùng có một cơ hội trúng, như bạn nào là nhắn tin trước và chụp ảnh cái tin nhắn đó gửi lại cho mình, thì mình sẽ xác lập cái người may mắn đó có duyên với một trong hai con chim này. Và chắc chắn là lúc nào chương trình này lúc nào sẽ có, luôn luôn sẽ có hai chủ nhân của chúng, bởi vì nếu như trong mọi điều kiện mà chưa tìm ra chủ nhân thì mình sẽ có những cái phương án phụ làm sao sẽ tìm ra được hai người may mắn và có duyên với con chim. Thân ái chào tạm biệt. Văn Thao xin chúc các chú chim của các quý vị sẽ khỏe mạnh và trong từ giờ đến Tết và qua cái mùa đông, anh em cũng nên chú ý chống rét và thuốc thang thật tốt, và share, hãy nhớ hãy like cũng như share cái clip này để mọi người cùng tham gia cho vui, cũng không có cái tính chất gì là giải thưởng to tát mà đây là vui là chính. Văn Thao xin cảm ơn các bạn. Nếu như các bạn có những ý kiến thắc mắc gì về cái cách chữa bệnh, rồi cách tập luyện, huấn luyện, rồi những cái vấn đề mà các bạn gặp phải trong quá trình nuôi chú chim thân yêu của mình, thì các bạn có thể là gọi cho mình cũng sẵn lòng chia sẻ. Có rất nhiều người cũng bảo là làm những cái clip nọ kia, nhưng vì thời gian, vì cá nhân, công việc gia đình cũng còn ít tuổi, mình cũng chưa có thể là cống hiến hết được, nhưng mà đam mê thì mãi mãi là đam mê. Và tất nhiên là trong quá trình gây dựng thì cũng có những cái mà mình muốn làm tốt hơn nữa nhưng sẽ chưa làm được, nhưng mình hứa mình sẽ làm tốt hơn nữa. Và cũng có những cái việc mà mình cũng thấy là cũng rất là không được hài lòng với một số những người mà họ cũng đam mê, nhưng mà cái sân chơi qua cái kênh mạng internet nó không được lành mạnh, dù nhiều thì ta cũng nên tôn trọng nhau. Và cũng có những cái tin nhắn thì mình cũng rất là vui, rất là có cái động lực để mình ra những clip tiếp theo. Nhưng có những cái clip của mình nó là những cái clip bình thường thôi, nhưng mà có những cái lời bình luận tập thể thì cũng thực sự là cũng không có một cái áp số nào cả. Có những cái bình luận mà thực sự là các bạn cũng nên đặt cương vị là nếu như các bạn là những người đăng cái clip lên thì mà có những người khác người ta bình luận về mình thì các bạn sẽ thấy được cái mức độ nó sẽ có động lực cho những video hay không, thì các bạn cũng ok. Thì các bạn thân mến,
cuối cùng mình xin chúc sức khỏe tới các bác, các anh chị em một sức khỏe để cùng đồng hành với con chim cu của các bác trong đợt tới. Xin chân thành cảm ơn. Hãy nhớ và hãy chia sẻ cái clip này.